BOT Sóc Trăng tiếp tục. BOT Sóc Trăng tiếp tục nữa rồi mọi người ơi. Chết nữa rồi. BOT Sóc Trăng lại tiếp tục kẹt rồi. Quậy hoài tối ngày. Ơi xả chạm xả chạm xả xả chạm rồi xả chạm rồi. Đã chạm rồi. BOT An Chặt Sóc Trăng tiếp tục là một ngày hơi đi mệt nữa.
Trời, các tài xế đang thúc dữ lắm rồi. Quá trời kẹt rồi chiều ơi. Bữa nay họ tiếp tục nữa rồi. Ê, thật là một buổi chiều kinh khủng. Hai đang kẹt nè, đang kẹt xe nè. Nghe được không? Rồi. Nghe được không? Được mà. Kẹt Nay nào đi giờ làm không? vậy? Kẹt từ hồi Không, 3 giờ 5 phút nay tới giờ 4 giờ 5 phút. 4 giờ. À. 4 giờ 5 phút rồi đó, Mà anh đi đã là đâu? 25 rồi. Sóc Trăng. Anh ra công ty mà. Ai không biết ông đi Sóc Trăng trời. Thì công ty ngoài Sóc Trăng phải đi ra Sóc Trăng nè, đi về công ty mà giờ nó kẹt nãy giờ nè. Chịu xả trạm luôn trời. Nó sao kẹt chứ à? Thu phí Cả hả? cây gì đó, cả hơn cả cây số thu phí chỗ nhà cũ á, nhớ không, nhớ nhà ngày xưa không, là trạm thu phí giờ nó đặt ngay đó đó. Nhà ngày xưa tuốt ở dưới cái Nhà quan trạch cũ đó. ở ngay chợ hả? Ừ, Quên mất tiêu rồi, lâu quá xem nhớ được. có nhiêu đâu, mới có 10 mấy năm chứ mấy. Mới 10 mấy năm mà. Hai. À, anh nghe nè. Lát lại chuyện xong xóa thì nha.
Ô, quay cái mặt anh đi, quay xe không mà chán chết. Mà anh hai có gì đâu nhìn trời. Đây, mặt hai nè, có gì đâu nhìn. Thấy chưa? Thấy chưa? Không cho đi rồi. Bị xe hút mà quá trời xe nó hút rồi, 3G hết lên rồi. Đây họ khỏi ra luôn. Kinh khủng. Ơi xả chạm xả chạm xả chạm.
Kiki.